chú anh chị thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước ra trên kênh Cuộc Sống và Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Huấn, chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô phô mai tứ quý, trong đó có một cây tàn nữa cô chú anh chị ha. Tứ quý đến lưu luôn ạ. Mong quý cô chú yêu thương ủng hộ cho anh Huấn, ủng hộ kênh Cuộc Sống và Hậu Giang luôn ạ. À, em xin phép được clip chia sẻ với cô chú anh chị ha. Em xin chào anh chủ ơi. Rồi chào chị Phương, chào cô chú anh chị gần đa xa đang xem kênh. Cũng cảm ơn cô chú anh chị clip trước chốt thành công. Mong clip này cô chú anh chị đón xem và ủng hộ em. Địa chỉ em là 007 Thành Mỹ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại là 0915614018. Số đó là số địa chỉ nhà em. Bữa nay em về có mấy cây à? 6 cây. Mong cô chú anh chị đón xem và ủng hộ. Vô đầu clip là phôi em. Dạ, cây phôi. Cây này nằm lâu hả chị? Dạ. Nằm hạp da bò. Một cốt luôn em được chứ anh chị. Một cốt. Em cắt trừ hao á, lúc nào em cắt cũng trừ hao cô chú anh chị, tán lùng lùng đây nè, lực cây lắm. Dạ. Em trừ hao. Cái này nó cũng có cái rộng lắc cũng khéo cây lắm đó cô chú anh chị. Cốt cành cũng khá. Nồi đế là đông đặc luôn, nó cứ ngắt hết trơn luôn. Đặc biệt là nó sổ tới dưới à, em bứng trừ hao cho cô chú anh chị nè. Rễ là em bao tới dưới đít bầu luôn. Tại vì em bứng dày đó cho cô chú anh chị mình để vô mấy cái chậu nào sâu sâu lòng á. Trong cây này năn nỉ lắm chủ nhà mới bán. Đi qua đi lại 5-6 lần luôn rồi chủ nhà mới chịu bán. Nó nổi ở trên hết trơn. Nó nuôi cái bộ đế không? Già cây. Cứng nhắc ở trong hết à, em bao. Ngoài dầm tê lắm, như trái bí vậy. Rồi em vô thông số. Cao 101 tới mặt bầu. Tới dây đế là nó 79. Thằng tài luôn, đẹp luôn. Rồi củ đế đông đặc. Cái này là đặc cứng luôn ha. Rồi 130. Cho em đo hình dung như đi xuống rồi mà không có cắt cùng đế nào, đặc biệt là không có cảo sữa gì, em bao luôn ở trên mặt mà đế nó cắm xuống bành bành không nè, thọt cây đục cho không lọt luôn đó. Tại vì nằm trong cái hạp da bò rồi chủ nhà người ta mới gỡ cái hạp ra. Rồi đổ sổ. Sổ tới đây là 35 nè. Dạ bầu em bứng trừ hao cho cô chú anh chị 35 luôn. Đường kính bầu này là 58. Vô chậu 6. Ép chậu 6 là đẹp luôn. Vô cái chậu cổ. Săn săn cái chậu cổ nào mà đỉnh đỉnh đưa vô một cái là tới. Không thích chơi con cao mình bán xuống xíu cho nó dùng lực chơi cái củ đế không đã. Tay cành đầy đủ ha. Nói chung là đều cái tán ngang đây là lực cây lắm rồi. Tán ngang đây thì nó còn có giót 18 nè. Nè, nó khến cứ ngắt hết trơn. Cứ ra như hoa văn vậy. Rồi quên. Xíu nữa quên. Rồi, đây chị. 35 ha. Đó. 35 chuẩn. Cây này nó nở lắm nè. Nó nở bề ngang đó nè. Đông đặc luôn mà 45. Ngắt hết trơn. Nó sổ xuống mà không có sổ mà không để nó lượn lượn rất là nghệ thuật.
Nói chung mua cây này cũng cực lắm, nhỏ nhưng mà nó chuẩn cây. Thứ quý cũng hiếm. Năn nỉ hoài ông mới bán, không chịu bán. Rồi em giao cây này em giao luôn 15.500.000. Rất là cứng nè, đi xuống em không dám bư trên mặt xem để gì luôn đó. Nói chung là đế tới dưới đây nè, em để trừ hao. Rồi số 1 15.500.000. 15.500.000 cái cây thuốc gì đây nè, số 1 thôi chứ biến tướng luôn. Rồi tiếp theo cây số 2 nha cô chú anh chị. Rồi cái này cái tàn ha. Dạ. Một cốt giót luôn, tay cành đều luôn. Cây này cao 3m2 chị ơi. Tàn cứ quý nè cô chú chị, cái phân tàn nó tròn luôn đó ha. Em trừ hao hết ha, có hơn á. Cao ngang gì cũng 3m2 đi, trừ dạ. Hao hết. Cái này một cốt giót luôn đó cô chú chị. Cái này chủ nhà ổng cũng chung cặp của ổng, ổng chồng hồi xưa cái khạp á, khạp da bò. Nói chung củ đế nó tê quá, em năn nỉ cũng dữ lắm. Em bao ha, cứ ngắt xuống tới dưới luôn. Hai cây này là em bao. Ở trên này nó gom. Tê lắm, ở ngoài cũng dữ lắm. Nhỏ nhưng mà cái gọng đế nó rất là lực. Em là chơi đế không à. Cây nào mà đế em mới bứng chứ cây mà thường thường em cũng không bứng đâu. Nói chung nhỏ nhưng mà nó đẹp, nó chuẩn cây. Cao 3m2, ngang 3m2. Rồi em vô thoát thân luôn. Chi số 1 ha. Tới đây 29. Đẹp luôn. Đó. Tay cầm lực 19. Đó. Nó giót tới trên luôn. Nó đóng như đóng đinh. Bóp giót. Chơi tàn này chơi không ấy thì tán ngay đây. Đó, quýnh lại cây trực quân tử. Nó khến cứ ngắt luôn. Nè đế đi xuống. Nói chung đế không á. Ra bỏ móng như móng rồng. Cứng ngắt hay sao. Còn vô cái hoành luôn. Rồi 39 ha. Chỉnh 39 ha. À, thoát thân củ đế. Củ đế đặc đặc. Trăm lẻ năm. Là ở đây. Hai trăm tư. Tổng quỳnh đế. Đường kính bầu 83. Lấy hết rễ cám luôn. Nói chung em không có cắt đế. 44 dạo bầu. Đó. Ở ngoài cây lớn lắm. Em đi hết dòng đế nó quên mất gì sai mà đi. Cái này là có cái chi con ha, nó thoát thân nó yếu quá rồi em cắt. Có cái thẹo đây chứ mà cắt thì nó chơi cộng ghế treo đây. Chứ cái cây là sạch hết. Cái này nó không có bị lấy không nào luôn, nó không có bị lấy không nào luôn.
Rồi cái này em Zalo 22.500 chị. Dạ, số 2. Số 2. 22 năm. Bao 300 km. Dạ. Chụp đây cái luôn rồi chị. Là mã số 3. Số 3. Cái này hình thú ha. Nó lắc cái giọng chữ C nè. Rất khéo. Cao 73. Dạ. Số 631. Đó, giọng lắc rất khéo ha. Nó như kèo bông nhà bông giấy Mỹ cũng có cái đi xuống hết trơn. Thầy cô chú chị mình cho em đọc cái mã số 1 rồi. Cây em mới bứng về hết. Mắm gài cũng nghỉ cũng hai mấy ngày mới bứng lại. Tay cành đều ha. Rất là khéo. Cái này tứ diện luôn, bóp ở trên còn 13. Vô cái cũ này nè ha. 88 đi. Rồi vô cái quần đo đây đi, nhiều vị trí 29 ha. Đó. Tổng quỳnh đế 83. Cái đường kính bầu này 42. Có cái đùi luôn ha. Nó khéo cây lắm. Cái này nó vô một củ đặc tính luôn ha. Vô cái chậu vô sai cái nó làm hết sảy cho tôi. Cái gì mình ghép vô Siêu Bông Bình Lợi Sài Gòn vậy. Dạ, em xin giá cho anh nha. Rồi cái này 4 triệu mốt chưa? Cây số 3. 4 triệu mốt. 4.100.000. Kéo. Không có trùng chi luôn ha. Đóng. Cao 47. Dạ, thôi tôi quấn luôn nha. Nó đâm từ quá trời luôn rồi nha. Đấy, cũ ha. Rồi, vô cái hoành nhỏ 30 luôn. Dạ. Sổ tới đây là 28. Dạ. Nói chung là tới dưới đây nè. Dạ. Tại em đắp cho nó. Rồi, ba cây lượt luôn, em bán rẻ cho cô chú. Đặc biệt ba cây này là nằm chậu ha, lâu năm. Em lắp củ đế dữ lắm. Cao 39. Quanh 18. Luôn cái chậu ha, dính gì luôn đó. Bộ 3. Còn cái dưới đây nè, cộng lực 26. Cao 50. Tới đây 24. Sổ đế 31. Nói chung là xuống tới dưới đế dưới lắp. Em lắp lại. Rồi dính chậu luôn. 3 cây là 6.500.000. Em chậu luôn nha cô chú, 3 cây 6.500.000. 3 cây tứ quý bộ 3 luôn. Dính 3 chậu luôn đó. Nói chung mấy cây này tại bữa nay ít cây rồi em bán cho cô chú anh chị chơi luôn. Yeah. Giá đó mua là trong vườn cũng nói chung không có lời lắm vậy. Em lựa đế luôn. Rồi cũng cuối clip cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh, mong cô chú anh chị đón xem và ủng hộ. Dạ, cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ.